Rồi giờ em quay tiếp thêm một con máy nữa nha, DC 70, mới về ngày 5 tháng 10 2022. Thì chiếc này số khung của nó đây, số khung là 5 3 3 3 7 ha, 5 3 số 7. Rồi số đẹp ha, khung ở đây ngon lành. Rồi giá hàm luôn đó, quay cận cảnh cho anh em xem trực tiếp luôn. Máy này em chưa làm vệ sinh nha, chút nữa em mới làm vệ sinh được. Đây đang lấy đồ ra để gắn vô bùn lúa ở đây, bao đây để lên phần cabin quay luôn đó. Địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800 m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.